Thưa quý vị và các bạn, qua đường dây nóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được thông tin của một số hộ dân phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào về tình trạng xả thải nước ô nhiễm ra môi trường. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam vào lúc 14 giờ chiều ngày 18 tháng 3. Ngay sau khi phát hiện sự có mặt của nhóm phóng viên, công nhân của công ty đã khóa van để đắp các miệng cống để ngăn cho dòng nước bẩn không ồ ạt tràn ra ngoài. Còn đây là cảnh tượng khi chúng tôi quay trở lại, lượng lớn nước thải từ công ty lại tiếp tục được xả thải trực tiếp ra môi trường. Theo bảo vệ của công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, việc xả thải trên đã diễn ra trước thời điểm chúng tôi có mặt gần 2 giờ đồng hồ và đã báo cáo sự việc trên theo trách nhiệm nhưng chưa được ngăn chặn và khắc phục kịp thời. Hiện tôi cái thời điểm anh báo cáo đến lúc mà giờ chúng tôi ghi này là bao lâu rồi? Khoảng độ tầm 2 tiếng. Nhóm phóng viên đã liên hệ để gặp đại diện của công ty qua phòng bảo vệ nhưng không được, mà chỉ thấy một lúc sau, đoàn công tác của phòng quản lý tài nguyên và môi trường thuộc ban quản lý dự án tỉnh Hưng Yên cùng đại diện phòng tài nguyên và môi trường thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ đang làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam về nội dung trên. Chúng tôi đã đề nghị được làm việc nhưng đã không được các đơn vị phối hợp. Và chỉ khi đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên có mặt, do chúng tôi đã thông tin về tình hình xả thải của công ty trước đó, thì nhóm phóng viên mới được tác nghiệp cùng. Tuy nhiên, nội dung biên bản làm việc giữa các bên làm việc không cung cấp cho báo chí, trong khi chúng tôi đề nghị được cung cấp trực tiếp cũng như liên hệ với lãnh đạo của đơn vị trưởng đoàn công tác của buổi làm việc là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Làm việc với đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên về kiểm tra, lấy mẫu và hướng dẫn khắc phục hậu quả cùng đại diện công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, thì điều bất ngờ hơn, việc xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam không chỉ xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra đường thoát nước của khu công nghiệp, mà trong quá trình xả thải vào hệ thống thu gom xử lý nước thải, thì nhà máy xử lý nước thải số 2 của khu công nghiệp lại đang trong quá trình xin cấp giấy phép vận hành thử nghiệm. Đáng nói hơn nữa, qua ghi nhận lượng lớn nước thải được tập trung về đây đã không được xử lý lại được xả trực tiếp ra kênh Trần Thành Ngọ thuộc địa bàn phường Dị Sử rồi đổ thẳng ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Nhà máy này thì đang đợi được cấp phép sẽ hoạt động vận hành thử nhưng mà đang trong quá trình xin giấy phép. Chưa hoạt động, chưa xả thải. Xin hỏi cái này, cái nước thải từ công ty kia bây giờ nó chảy ra đây thì làm thế nào? Nước thải là sự cố, thật ra cũng là công ty không muốn, một số công ty có thể là người ta chẳng may người ta đưa ra mà bên tôi cũng chưa kiểm soát được. Thế bây giờ cái nước mà lại chảy ra khu ngoài kia ấy, ngoài kênh mương của kênh Dị Sử kia thì đến cái trách nhiệm của mình như nào? Bên tôi đang mai là sẽ đặt cửa phai và sẽ đứng hết về hồ sơ. Thế từ giờ thì đồng chí cho biết là từ giờ đến ngày mai mà cái lượng nước này mà nó chảy ra thì phải phụ kiếp như nào? Mẫu gây ô nhiễm như nào? Cái lượng nước thì công ty cố gắng khắc phục thôi. Tầm khoảng 2 tuần nay là nó dâng lên gần với mặt đường và nó có hiện tượng như kiểu bốc khói, như kiểu là một làn sương ấy. Đặc biệt là mùi hôi thối rất là nhiều, nồng nặc. Hưng Yên hiện có hơn 15.000 doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nào cũng thiếu trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, vi phạm pháp luật môi trường như công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam như vậy, thì có biết bao diện tích cây trồng bị ô nhiễm, sông Bắc Hưng Hải đang oằn mình vì nước bốc mùi và đen nồng nặc.